quay lại kênh thăm 78 để mình tiếp tục mình đi thay đồ chiến. Anh em đang ráp bên này về 5 mét. Đây, vào một buổi chiều tại cánh đồng Diều Dương Thị Giang của chúng ta nhé. Hôm nay tương đối là mọi người đang nghe ra đây bãi Diều đây là à con Diều đấy đấy. Quá xuất tiền luôn. Đủ bài lý. Thôi, chuẩn bị lên con này nhé. Bộ cao biết nhá. Nó đẹp mà. Đúng hướng gió luôn đấy. Có tạt ngang đâu. Cột chưa? Không líp được. Này cứ hết công suất. 1 2 3 bật ra ra. Được rồi. 1 2 3. Ui giời nó bắn. Đấy thầy đừng hào vào. Ui giời. Ui giời. Không níp ơi. Ừ, má gió trên mặn lắm. Ui kêu. Ui gió này kêu đá. Thank you.
Đi đâu á? Nó cần lắm. Chín giây rồi. Rồi ra. Ăn. Mình hết dây rồi. Không ăn đâu, sao ăn được. Đâu anh? Đó. Giờ về cung cấp à? Hai người kéo. Quá kiếp khủng luôn. Anh chơi con này nha các bạn nhé. Đang giờ chiều đây. Càng phết đấy. Đang chờ chờ cụ lên à? Có mưa. Đó rồi đó.